camera điện thoại để theo dõi người dùng. Hành động lén lút này vừa được một người dùng có tên Joshua Mado phát hiện và công khai trên Twitter. Theo đó, Facebook đã bí mật kích hoạt camera iPhone khi người dùng đọc tin tức trong phần News Feed. Hiện tượng này chỉ mới xảy ra với ứng dụng Facebook trên iOS. Joshua Mado cho biết, vấn đề này xuất hiện trên cả năm chiếc iPhone chạy hệ điều hành iOS 13.2.2 nhưng lại không có trên iOS 12. Một số báo cáo khác cho biết, khi iPhone chạy iOS 13.2.2 camera có hiện tượng chạy ngầm dù người dùng không chú ý kích hoạt. Hiện chưa rõ đây có phải lỗi của iOS hay không. Về phần Facebook, hãng này đã đưa ra lời xin lỗi và nhận trách nhiệm về mình. Riêng ứng dụng Facebook trên Android không có hiện tượng này. Đây được xem là hành vi bất thường. Trong bối cảnh Facebook liên tục bị chỉ trích tiếp cận trái phép dữ liệu người dùng. Nếu đúng như vậy, bất cứ ứng dụng iOS đều có thể được cấp quyền ghi hình bí mật người dùng mà họ không hề biết tới. Năm 2017 nhà nghiên cứu bảo mật Felix Krauss cũng đề cập vấn đề tương tự nhưng không được nhiều người chú ý